Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm học 2015-2016, việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập sẽ có nhiều điểm mới tích cực, tạo nhiều thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội cho học sinh. Đây là thông tin đáng chú ý trong phương án tuyển sinh lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để chuẩn bị áp dụng từ năm học 2015-2016, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, trong năm học 2015-2016 sẽ có 40% các trường trung học phổ thông công lập trong toàn tỉnh tổ chức thi tuyển. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Biên Hòa sẽ tổ chức thi tuyển. Riêng trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi chung vào đợt này, thay vì tổ chức một kỳ thi riêng như những năm trước đây. Cụ thể, học sinh tham gia thi tuyển sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thi trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi 3 môn bắt buộc và 1 môn chuyên. Học sinh thi vào trường trung học phổ thông công lập sẽ thi 3 môn bắt buộc. Với phương án tuyển sinh mới này sẽ mở ra nhiều cơ hội, đồng thời giảm áp lực cho học sinh vì không phải trải qua nhiều kỳ thi. Song học sinh cũng cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký các nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi cho mình. So với năm ngoái thì các em có cái lợi thế đó hơn. Tuy nhiên, chính vì cái nhiều nguyện vọng mà cần phải có sự cân nhắc thật là kỹ lưỡng để đảm bảo là với cái học lực của mình thì cái khả năng của mình nó sẽ đặt ở đâu và vào được cái trường nào để mà đạt được cái vị trí ưu tiên với cái nguyện vọng một. Và cái việc này thì sẽ được triển khai đến các trường trung học cơ sở để các trường trung học cơ sở sẽ triển khai đến tất cả các phụ huynh và học sinh ở khối lớp 9. Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, phương án tuyển sinh vào lớp 10 mới sẽ hạn chế được thực trạng chạy theo bệnh thành tích của các trường trung học cơ sở. Thực tế cho thấy một số học sinh có kết quả cuối năm rất cao, song khi thi tuyển thì điểm lại rất thấp. Do vậy, đây cũng là dịp để các trường tự đánh giá chất lượng dạy và học của đơn vị. Sau kết quả của hội đồng thi thì dữ liệu cũng sẽ được trả về các trường trung học cơ sở để nhằm hai cái mục đích. Thứ nhất là giúp cho các đơn vị trường có thể kiểm tra được cái chất lượng đào tạo dạy dỗ của chính đơn vị mình để có một cái sự điều chỉnh trong cái giảng dạy và học tập. Cái thứ hai nữa là cũng nó là cái hình thức mà công khai đến tất cả các quý vị phụ huynh. Một điểm mới đáng chú ý khác đó là thí sinh sẽ nộp hồ sơ dự thi ngay tại trường trung học cơ sở đang học, chứ không phải mất thời gian nộp hồ sơ ở các trường trung học phổ thông như những năm trước. Thời gian tổ chức kỳ thi cũng sẽ diễn ra sớm hơn. Cụ thể, theo đó, kỳ thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh và các trường trung học phổ thông công lập dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2015. Riêng việc xét tuyển vào các trường trung học phổ thông còn lại sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2015.